Đây, ở đây thiếu còn cái con RT nè. RT 195 nè. Đó. À, máy lớn rồi con. Con nào cần công suất lớn rồi đây. Đây, bếp kim luôn nha, 195 nha. Quá đã luôn nè. Tích sinh lên là 998, 2004 dòng Vinh Phúc, 19 ngựa rưỡi. Đầu đèn đầy đủ nữa ha. Chấn dày nè. Im nè. RT 195. Này hợp tác nè mọi con. Con này chạy rồi. Này đẹp nè. Mà con nào cần công suất lớn là đây nè. Bự lắm á. Cái 19 ngựa rưỡi. Quá bự. RT 195. Quá đẹp. Đây rồi mọi con. 2.400 dòng trên phút, 19 ngựa rưỡi. Con về ngày chiếc lớn là ok luôn. Rồi là có nhiều bài luôn, 88, 635, 6707. Trăm chín mươi lăm rồi con, 19 ngựa rưỡi, cô ta hợp tác, quá đẹp luôn, quá chữ máy bự, con về cái cục sức lớn, ủ chẹt để ghe là vô tư luôn, mà sơn đồng, màu đồng đẹp thiệt chứ, màu đồng luôn nha, đẹp không, quá đẹp, mà là ngon lành rồi. Và nó có nhu cầu luôn 088 635 6707.